nhìn tôi có giống như mà một đại gia công tử nhà giàu không hả? Nhìn tôi mặc vest nhìn ngầu không? Ngầu ngầu. Đại gia đi hả? Đúng rồi. Trời ơi, nhìn như đa cấp vậy trời. Gì đa cấp bà nội? Nhưng mà sao nhìn giống đa cấp thiệt ha. Nè, mặc đồ giáo luôn. Ê, nhưng mà không, không. Trời ơi, cái này là người ta đang mặc vest, người ta đang làm đại gia siêu ngầu hiểu không? Đại trời gia ơi. Nợ chưa trả xong mày đặt đại gia là sao vậy? Gì cái gì mà nợ chưa trả xong? Tôi nói cho bà biết, phong cận của tập hôm nay đã khác với phong cận của tập ngày hôm qua rồi. Yeah. Bà hãy nhìn đây. À không, lộn bên này. Đây mấy bạn thấy gì không? Hiện tại mình đã kiếm được 88.000 đô rồi đó. Trời ơi, dữ vậy vậy? Nhiều không, nhiều không? Ôi, quá ghê là... Ủa, ê, tôi biết rồi, vậy là có nghĩa là lúc trước là ông làm tiện xăng nên là bây giờ ông có tiền đúng không? Đúng rồi, có bạn nào nhớ không? Trong tập trước á, chúng ta đã bị gọi là nợ ngân hàng cho nên là chúng ta bị đóng cửa cái tiệm net của chúng ta. Nên là mình đã đi làm tiệm cây xăng đó để mình có thể kiếm tiền mở lại tiệm net đó. Và mình đã cố gắng phấn đấu rất nhiều. Cuối cùng thì mình quyết định bán nhà để chuộc tiệm net. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Tại vì là tôi thấy làm cây xăng á, bà nhớ không, ngày hôm qua là lúc mà đi về nhà tôi á, là ở nhà của tôi là nó có căn nhà với lại chiếc xe đó, thì lúc đó tôi bán chiếc xe tôi mở cây xăng, nhưng mà thấy bán cây xăng cực quá mãi không kiếm được nhiều tiền nên tôi quyết định bán cái nhà luôn để cho nó nhanh. Đất ơi, vậy là không bán nhà chứ bán xăng đâu, trời ơi. Không thì bây giờ mình cứ bán ngôi nhà, mình mở cửa tiệm net đi, khi nào mình kiếm được tiền thì mình chuộc lại nhà hiểu không, rồi sau đó mình mở thêm cây xăng nữa đồ á. Mà quên nữa, ở trong tập trước có nhiều bạn fan bảo tôi là thế này nè, anh Phong ơi, anh chỉ cần lại đây anh bấm vô nè, anh mở cửa là xong mà, chứ có bị cái gì đâu, có bị khóa đâu. Nhưng thật ra không nha các bạn nha. Đấy bạn coi nè, bấm vô nè đó. Cái cửa sau khi nó được đưa lên là hồi xong lại đưa xuống dưới lại à, thấy không? Đó. Nên là khách sao vô được? Đúng rồi, khách sao vô được nữa, nên là bây giờ mình phải trả nợ cho nó mình mới có thể vô được nha các bạn nha. Đây nè, trời ơi. Cái tiệm net của tôi mà bà coi nó đập đồ, chọi đồ lum la thấy không? Ok, bây giờ để tôi lên máy nè. Bây giờ mình đang có tiền rồi bạn, mình có 88.000 đô lận, cho nên mình sẽ thanh toán nợ cho ngân hàng luôn. Nhiêu? 28.000 đô hả? Trời ơi, quá rẻ, trả cái rẹt luôn nè. Đó, rồi, mở cửa tiệm lại. Ok, nó có xuống không? Trời, nó không xuống rồi. Yes, ok. Cái tiệm này của mình lại rồi đó. Đúng rồi, cái tiệm này giờ nó là của mình lại nha anh em, không bị ngân hàng gọi là siết nữa rồi. Ê, nhưng mà khoan đã nha, tính ra là tôi mới vừa đi có mấy ngày thôi mà người ta chọi đổ tôi tùm lum tùm la. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Gì? Ủa khoan, từ hồi nãy tôi nhớ là bà đang mặc cái bộ đồ màu trắng mà tao sao những giờ biết em bộ đồ màu hồng rồi? Trời đất ơi, bây giờ tôi có tiền rồi, tôi lấy tiền không tôi mua đồ, có gì đâu trời. Bây giờ tôi là bà chủ rồi, hiểu không? Ủa cái gì trời, bây giờ bà biến đổi skin được luôn hả? Là kiểu bà đang nghèo cái đùng cái bà giàu là biến thành bộ đồ khác luôn hả? Chứ sao nữa, tôi còn gọi là biến hóa đấy nổi, là tiền không thành tiền của tôi luôn mà, cũng được mà muốn trời, trời ơi, tính ra Sammy nãy mặc đồ phèn phèn, cái đùng cái giờ biến thành công chúa mặc đồ hồng luôn mấy ní. Trời ơi, ghê dữ ta, trời nhanh dữ. Sao mày giàu nhanh quá vậy? Tiền của ông cũng là tiền của tôi, và tiền của tôi cũng là tiền của tôi. Ok. Thôi mệt quá, nói chung là bà mặc đồ gì cũng được. Nói chung là giàu rồi cho nên Sammy biến hình, các bạn hiểu không? Đang nghèo tiền giàu cái biến hình đổi bộ đồ đó. Thôi. Từ từ để tôi dọn lại mấy cái dàn máy tính của tôi nè, thiệt luôn không hiểu tự nhiên mấy người vô siết nợ xong còn chọi máy tính của tôi nữa, thiệt luôn. Bây giờ giàu rồi, giờ mình là ông chủ rồi, lo gì đúng không? Đúng rồi. Đây, xin giới thiệu cho các bạn nha. Như những bạn nào đã xem ở trong tập trước thì các bạn cũng biết là mình với Sammy đã vay tiền ngân hàng để có thể nâng cấp dàn PC của mình lên. Đó, nhưng mà có điều các bạn biết không, mình tham tiền quá, mình tham lam quá, mình lấy cái tiền đó mình nâng cấp hoài luôn, mình không trả nợ ngân hàng cho nên là bị ngân hàng siết nhà luôn. Ok, không sao. Nhưng mà lần này các bạn coi đi, mình đã có thể có được hai dàn máy siêu khủng luôn, rất là nhiều máy tính luôn nha. Và đặc biệt chỗ này nữa nè bạn. Đây, xin giới thiệu bạn. Đây chính là dàn máy VIP nhất ở trong tiệm của mình, có cả ghế gaming luôn nha. Đây coi nè, ghế gaming. Trời ơi, bàn phím hồng đồ nữa. Bàn phím màu hồng, bàn phím Sam thích, tôi chọn màu hồng cho Sam luôn, thấy không? Màu hồng nè. Đúng rồi đó, đó. Thì cái dàn máy này đó bạn là kiếm được rất nhiều tiền luôn nha. 50 đô một tiếng, có nghĩa là người ta vô chơi xíu thôi mình có thể kiếm được 100 đô đó. Ok, còn ở bên này là dàn máy tính bình thường. Ủa sao mất tiêu cái màn hình này? Trời ơi, mấy người này thiệt luôn á, vô siết đồ còn siết luôn cái màn hình tôi luôn. Thôi không sao, giờ mình có tiền thì mình không sợ, mình hiểu không? Bây giờ tôi lên tôi mua lại cái màn hình khác nè, đây. Giàu mà, giờ là ông chủ mà. Đúng rồi, mình đang giàu mà, đây mua cái màn hình bằng giá của mấy cái màn hình kia đi. Rồi ok, đó. Trời ơi. Ê, bây giờ, khoan từ, tôi thấy nó có gì á thiếu, sao mà, sao biết thiếu gì không? Thiếu gì ta? Trời ơi, có vậy cũng nhớ nữa, thiếu cô lao công, anh bảo vệ với lại anh mascot, nhớ không? Thiếu mấy người phục vụ. Đúng trời rồi ơi. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình thuê mấy người đó nha bạn nha. Mình đang có tiền mà bạn, mình đang giàu mấy mà. Mấy người này là chả
quá chi tiền nhưng mà mình có tiền mới ăn đó. Đúng rồi, đây, nhiêu 80 đô ngày á. Quá rẻ thôi luôn. Gì? Nhiêu thôi bảo vệ nhiêu 300 đô ngày á. Quá rẻ thôi luôn. Mascot nhiêu 600 á. Rẻ quá thôi luôn. Trời ơi. Ngày mất cả ngàn đô không sợ. Đó, rồi ok, bây giờ ra nè. Anh mascot, anh cố gắng anh biểu diễn sao cho khách hàng vô chơi nhiều nhiều nha. Thì tôi sẽ trả lương cho anh nha. Ok, còn anh bảo vệ đẹp trai nè. Chào mừng anh đã quay trở lại. Anh nhớ là bảo vệ cái tiệm của em cho kỹ càng nha anh. Dạ. Còn cô lao công nè. Sao nhìn cô lao công nhìn giống game kinh dị quá vậy. Cô lao công ơi, cô nhớ quét dọn sạch sẽ nha cô. Ok rồi. À màn hình tới nè, đây để mình đem màn hình vô. Lắp vô cho khách nha các bạn nha. Ok, đây. Lắp màn hình vô cho khách nè. Rồi xong. Hây, vậy tính ra từ hôm nay tôi với Sammy à khoan từ từ. Còn cái này nữa. Tạm thời đóng cửa là cái gì? Tạm thời đóng cửa là gì? Đổi tên lại. Có trời cái cửa ơi. Tiệm là tên tạm thời đóng cửa không? Đúng rồi, quá kỳ cục này. Mở máy cho khách nè. Rồi, tôi phải đổi lại tên các bạn ơi, tôi không nào để tên vậy được. Tên nào cho Rickit tí được không? À bây giờ mình để tên gì cho Rickit Sam. Đúng rồi, giống kiểu như là gia đình Phong Sam siêu VIP đi. Gia đình Phong Sam đậu VIP Pro. Gia đình Phong Sam đậu VIP Pro luôn đó. Đó, cho nó dài. Mình đổi thành màu hồng luôn đi ha. Màu hồng á chữ. Đúng rồi, tôi đổi thành màu hồng cho đúng ý Sam. Sam thích màu hồng đúng không? Đúng rồi. Tôi chiều người yêu lắm bạn á, tôi đổi thành màu hồng cho Sam luôn nha. Đây, đổi nè. Hình như là bây giờ nó chưa cho mình đổi Sam ơi, hình như là mình phải chờ thêm mấy ngày nữa mình mới đổi được Sam ạ. À, 20 ngày nữa hả? Đúng rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ phải chờ cho nó đến thời gian hết cái này thì mình mới có thể đổi tên lại là được. Cái quán bây giờ mình sẽ tầm là tạm đóng cửa hả? Sao bây giờ cái quán tiện tên tạm thời đóng cửa nghe nó hơi kỳ ha. Mà thôi kệ đi, lỡ rồi. Tiền là được rồi. Ok, trời ơi ông nào vô chơi chọi màn hình của tôi nó vậy? Màn hình này nằm chỗ nào vậy? Trời ơi. Vô cay quá, chọi màn hình. Anh nào chơi Liên Minh Huyền Thoại thua nè, chắc là không ăn được Pentakill á, cho nên là ảnh quyết định là đập vàng máy tính tôi luôn. Trời ơi, bên đây cũng bị hỏng nè. Xếp lại nè. Vô chơi Liên Quân đồ đó, khó chịu rồi đó. Đúng rồi, ok, đó, rồi xong. Ok, bây giờ là trời cũng tối rồi bạn, cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ về nhà để mình đi ngủ cái nha. Cửa tiệm thì mình cứ để đây đi, tại vì có anh bảo vệ anh canh mà lo gì đúng không bạn. Có người dọn, có người canh, mình ngủ thôi làm chủ. Đúng rồi, bây giờ mình chỉ có đi ngủ rồi sau đó lụm tiền thôi, không cần chờ gì hết. Sướng như tiên vậy trời. Quá sướng luôn chứ còn gì nữa. Ê Sam ơi, giờ còn 5-8 ngàn đô, giờ mình làm gì cho hết tiền vậy ta? Khó quá. Cứ rớt tiền là lên tiền, rớt tiền là lên tiền. Chưa đi ngủ được nè, chưa đi ngủ được nè. Ê đi ăn đi, cho sình ăn. Đi ăn đi ha, chắc là đi kiếm gì đó đắt đắt mình ăn đi các bạn. Ăn tôm hùm, rồi cua hần đế, Alaska gì đó. Có con gì to to. Chị ơi, chị có tính bán lại luôn cửa tiệm này không? Em mua luôn nguyên tiệm được không? Em mua tiệm đi, em bán bánh mì em ăn á, kiểu vậy. Rồi để xem coi, hiện tại bây giờ là mình sẽ ăn một cái dĩa sushi đi. Ăn mấy chục dĩa luôn. Rồi có cái dĩa luôn em chờ tới. Uống nước ngọt, uống cà phê thoải mái luôn. Bấm 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 say á. Trời ơi, ôi hình như tôi uống nhiều quá xong tôi bị đói nè Sam. Ăn đó. Luôn. Rồi xong, bây giờ ăn xong rồi làm thêm cái kem đi. Đó cho nó no. Rồi cảm ơn chị nha. Ăn như con bò luôn. Ăn quá trời ăn luôn. Rồi thôi, mình ăn tí nó tiền mình lại tăng lại. Đó trời ơi tăng nữa kìa. Trời ơi quá trời luôn. Ăn nhiều quá tiền trời. Quá. Quá trời, bật điện lên cho khách xem kìa. Trời ơi nhiều tiền. Ê, quá. Đông luôn kìa khách. Trời ơi tấp nập luôn trời ơi. Sammy nói đúng rồi đó, nhìn đi rất là nhiều khách luôn nha các bạn. Trời bây giờ chuyện gì á? Chỗ này bẩn quá nè cô lao công ơi. Cô quét giúp con cái. Dạ rồi, cảm ơn cô. Quét sạch sẽ cho cô khách vô chơi. Trời. Ôi. Ăn trộm. Đây ăn trộm hết hồn. Ăn trộm cái màn hình của mình nè, hèn gì anh bảo vệ vô anh đánh là đúng rồi. Trời. Lẽ lẽ mà không thấy luôn, đúng đỉnh thật. Đúng rồi, anh bảo vệ đỉnh mà, anh bảo vệ thấy ai mà ăn trộm cái gì vô đánh liền các bạn à. Đó. Ơi, bây giờ ngồi không vậy thu tiền cũng hơi chán, hay là bây giờ mình mở cái cửa tiệm mình to hơn đi sao? Trời ơi, vậy chưa đủ to hả? Chưa đủ to, vẫn còn nhỏ lắm mấy bạn. Em thử mở vào cái mức to nhất. Để tôi xem coi đây. Chúng ta sẽ có thể mở rộng cửa tiệm của chúng ta với giá nhiêu? 6.000 đô á. Mở to hơn nè, để coi to cỡ nào. Em mở được phòng ăn không? Tôi thấy nhà mình không có phòng ăn đúng không? Mình mở cái quán ăn đi ha. Mở to giờ hơn nè. Nhiêu 18.000 đô hả? Mua luôn. Trời ơi. Trời ơi, tiền rớt kìa. Ôi. Rộng nha. Đây là cái phòng gọi là gì ta, giải trí ăn uống đi. Tôi nghĩ là mình nên kinh doanh thêm. Phòng này tôi nghĩ là phòng này mình sẽ sử dụng để làm khu bán bánh kẹo, bán đồ ăn rồi đó, nhớ không? Ok, nhưng mà khoan, từ trước tiên là mình sẽ phải thắp đèn cho nó sáng anh đã, nó hơi tối. Đó. Mình sẽ vô đây mình mua gọi là đèn nha bạn nha. Bây giờ mình nhiều tiền rồi, mình mua đèn xịn luôn đi sao? Đèn
70 đô luôn. Đèn 6 sao nè. À không, 5 sao lộn. 5 sao nè. Mua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mua 6 cái. Đèn 5 sao có khác gì đèn 3 sao không ta? Sáng hơn rồi. Đèn 5 sao tôi không biết nó khác gì hay không, nhưng mà chắc chắn nó đắt tiền hơn. Trời ơi, chưa biết gì, chưa biết tốn gì mà tốn tiền là đầu tiên nha. Kệ, mình nhiều tiền mà đúng không bạn? Giờ mình giàu rồi. Đó, bây giờ Sam nhìn đi, tiền nè, nó tăng tinh tăng liên tục luôn bạn. Đó, trời ơi. Ngồi yên mà không làm gì đâu, người ta tới quẹt thẻ hay xong mà đỡ thu tiền. Rồi, đúng rồi, bây giờ chờ hàng giao tới. À đây, hàng đây. Trời ơi, cái đèn. Bây giờ mình sẽ vô, mình lắp mấy cái bóng đèn nha mini. Đây, mình sẽ lắp một cái ở chỗ này. Đó. Wow. Số bé hơn mà nó to, nó đắt tiền hơn chưa? Nó bé hơn nhưng mà nhìn nó sang trọng à, hơn, sao hiểu không? Đẹp hơn là đắt tiền hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Đây mình lắp vô đây. Rồi lắp thêm bóng đèn ở đây. Wow, sáng trưng luôn nha mấy ní. À khoan, từ từ. Còn thiếu. Phải sơn lại nữa, đúng không? Đây. Ê, sơn một lần là 100 đô nhớ không? Mình sơn màu nào đây bây giờ? Đồ chỗ bán đồ ăn thì tôi nghĩ phải đổi màu khác đi màu ha. Màu sáng trắng đồ đây đi. Mình đổi màu xanh lá cây với màu vàng là hợp lý á. Lá cây màu vàng sao vậy? Là màu của gọi là rau củ á, mình bán đồ ăn mà, quả. Đúng không? À, màu đỏ đi, màu xanh với đỏ đi. Xanh với đỏ hả? Đúng ok, rồi. Xanh với đỏ cũng được. Đó. Đồ ăn thì nó gọi là đồ cà ăn. Chua với rau được rau, đúng không? Nè, rau là màu xanh đúng không? À. Thịt là màu đỏ. Ồ, hợp lý, Sammy nó hợp đó, lý. Chứ sao mình phải suy nghĩ kiểu mấy cái đồ ăn hết trơn á. Rồi, màu đỏ đúng không? Màu đỏ. Ui, trong đây không có màu đỏ. Màu cam đi, cam đỏ. Màu cam được không? Lấy màu cam đi ha. Màu cam đi đó, nhìn nó giống con ăn rồi đó. Ủa đây cái sàn. Ủa cái này cái sàn mà các bạn. Không sao. Không bao nhiêu tiền hết. Không bao nhiêu tiền giàu hết. Rồi, giàu mà. Sơn diễn được hết. Sơn đen đây, lên luôn mà. Màu này đi. Ơ màu này được nè. Đỏ nè. Rồi. Đây là đỏ nha. Sơn lên. Bây giờ sơn á có sơn sai cũng kệ bạn, nhiều tiền quá mà. Trời ơi, lúc trước sơn là tiếng các bạn chăm. Trước sơn tiếng. Ôi. Sam chạm tay tôi hết chưa? Không sao. Kệ như. Dầu nó gì cũng đúng. Dầu nó gì cũng đúng mấy bạn. Đó, thấy bây giờ. Cái sàn này đẹp á, tôi thấy cái sàn này. Cái sàn kiểu gỗ, kiểu này ha. Gỗ, sàn gỗ đẹp ghê. Sàn gỗ hả? Này em sơn lầm á. Sàn gỗ 275 đô một miếng lần đó. Kệ luôn. Sơn luôn. Trời ơi. 200 ôi bình thường. Ôi trời bình thường. Ui trời bình thường. Bình thường. Sơn hết. Trời ơi. Ừ, nó trừ quá trời trừ luôn. Ơi nó hơi nhiều vậy sao mẹ. Nói vậy thôi chứ cũng hơi nhiều nha. Thôi đầu tư đi, đầu tư đồ ăn mà. Thôi không sao, mình đầu tư đi các bạn cho nó đẹp luôn, cho khe khách người ta vô nữa. Rồi. Lần cũng hơi nhiều quá, vụ mà 275 đô nha, mà quét 10 lần là 2700 đô. Đó, cũng hơi nhiều quá, thấy cũng hơi nhiều hay sao? Nhiều nha, thấy, em thấy nó có khi nào mình hơi sai chưa? Nó rớt xuống từ 30 xuống 50 xuống 20 vậy. Ê, mình thấy hơi sai vậy. Không sao, mình kiếm này được, không sao. Đó. Không sao. Đó, vui đúng tiền luôn mà. Rồi xong. Ê, trừ cộng có trừ cộng vậy ha. Ok, khu này sẽ là khu vực để cho chúng ta bán đồ ăn nha các bạn. Đúng nha, rồi. Bán quán đồ ăn đây hợp lý. Quán nét là thường có đồ ăn là có gì không? Quán nét thường bán đồ ăn hả? Xì tinh. Mì gói hai trứng. Xì chiên. Đó, đúng rồi. Nét có bạn Phong có đi nét nhiều không? Không, Phong không đi nét nhiều. Phong ngày xưa Phong không có tiền đi nét, với lại mỗi lần đi nét là ba Phong đánh Phong. Cho nên là Phong mới ước mơ lớn lên làm chủ tiệm nét đó các bạn. À, còn tôi đi nét làm gì không? Làm gì? Đi ăn. Là đi nét chỉ để đi ăn thôi. Con nét ngon lắm mấy bạn. Trời ơi, xúc xích chiên với là mì tôm nó ngon lắm. Rồi bây giờ là mình phải mua đến mấy cái đồ kiểu đồ ăn các kiểu nè. Đó, có nước ngọt đồ vô. Ok, để xem coi đây, chỗ này mình sẽ không? Mua xì tinh hả? Không cần xì tinh. Sao muốn mua xì tinh hả? Đúng rồi, phải có chai xì tinh nó mới hợp lý con nét. Ở đây hình như nó không có xì tinh, tại cái này là ở bên nước ngoài chứ không phải ở Việt chai Nam nước mình. Có màu đỏ không? Ring nè. Đây có nhiều nước nè. Đó, xì tinh kìa. Xì tinh đâu? Thấy màu đỏ đỏ không? Thôi bây giờ nước nào mình cũng mua hết đi. À, giàu cái gì? Mình giàu mà đúng không bạn? Đây mình sẽ mua hết tất cả nước ở trong tiệm này luôn. Nước sữa. À không, mình mới mua được nhiêu đây thôi, chưa mua được hết. Rồi, ok. Rồi, rồi mua nè. Đồ ăn nè. Đồ ăn mình mua được cái gì mình có mua hết đi. Có mì tôm không? Có mua hết rồi. Mua hết, có gì mua được là mình mua hết. Rồi. Đó. Trái cây nè. Trái cây luôn. Mua trái cây luôn. Con nét có trái cây không vậy? Mua rau củ luôn. Wow. Mua thêm mấy cái đồ này nữa. Cái gì mua được là mình mua hết các bạn. Mà mua đồ trà vệ sinh vậy hả? Được không? Được. Trời ơi, Sam này mình đang mở thêm siêu thị mà mình bán gì chẳng được. Bây giờ là mình sẽ mua cho mình thêm cái đồ chỗ tính tiền với lại quầy để đồ ăn. Nhiều quá, nhiều đồ á. Quầy để đồ ăn hả? Để xem coi có cái quầy to nè. Chắc gì, mua cái này đi. To trên á, trên có cái dài. Đâu cái này hả? Dài không? Cũng được, mua hai cái này với lại mua hai cái tủ này đi. Rồi ok. Có thêm tủ lạnh nè, hay mua thêm tủ lạnh đi. Tủ lạnh để tủ lạnh nước lạnh.
Đúng rồi. Để người ta uống cho lạnh. Rồi ok, thanh toán nha, 3.000 đô hả? Quá rẻ, trời ơi. Ok. Ui. Trời ơi, trời nhanh vậy? Mới vừa đặt hàng có luôn nữa bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đem hàng qua bên đây để mình cất vào trong kho nha các bạn nha. Ok, cất vào kho nè. Để đây, rồi. Ui nhiều hàng quá Sam ơi, kiểu này bưng vô kho là nặng chết luôn á. Wow, sao cái này là kinh doanh mà. Nhưng mà nhiều quá, mình bơi không nổi, hay là bây giờ mình thuê người đến bơi giùm mình được không ta? Có không? Tôi đang suy nghĩ nè, không biết có ai đến bơi giúp mình không ta. Được, để tôi lên mạng tôi kiếm thử nha các bạn nha. Có, ui trời ơi, nhiều vậy. Ê phong quá kìa. Trời ơi. Trời ơi. Nhiều hàng quá, bơi không nổi. Trời ơi. Nhiều tiền quá cũng khổ quá ha. Để xem coi có gì giúp tôi không. Coi trong đây là phần thuê người nè, vẫn chưa thuê được nhiều người. Cái gì đây? Robot hả? Ôi. Robot hả? Có cả robot luôn nè Sam. 39.000 lần không ơi, không đủ. 39.000 đô, hiện tại mình đang có 23.000 đô. Có nghĩa là mình thiếu khoảng 16.000 đô sao mà. Mà cái robot này có gì không? Robot này theo như tôi mà đọc đó nha, thì nó sẽ giúp cho chúng ta khinh vác đồ và sắp xếp đồ, cái kiểu làm tự động hết mọi thứ luôn. Ê, tôi thấy mua cái này được á Sam. Robot tự động là bây giờ mình không cần làm gì luôn. Đúng rồi. Vậy ha, bây giờ nè, mình đang có 23.000 đô nữa bạn. Mình sẽ để cho quán net của mình mở một xíu. Tí nữa là người ta vô ta chơi đông đông là mình kiếm được tiền, đủ tiền rồi chúng ta sẽ mua con robot nha mini. Ok, thôi bây giờ mình đi ra ngoài, mình đi chơi xíu đi. Đúng rồi tí nữa mình quay lại. Anh mascot toán nhảy cho người ta vô chơi nhiều nhanh. Anh bảo vệ giúp em cái nha. Em đi chơi đây. Hàng này em để đây, anh canh giúp em nha. Đúng rồi, ai tới tát cho cái. Ai tới anh tát giúp cái nha. Later. Sam. Gì? 44.000 đô rồi. 44.000 đô rồi. Đủ rồi. Trời ơi. 44.000 đô rồi, nhiều dữ vậy? Trời ơi, đợi từ nãy giờ mới đủ đó. Đây nè. Hả gì? Gì mà phòng nhìn nát bấy gì hả? Nát bấy gì? Hồi nãy tôi mới vừa đem mấy cái tủ vô tôi để đây tạm, hiểu không? Để ngoài tăng trộm, mấy bạn hiểu không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình mua thử con robot nha các bạn nha. Tôi đang háo hức lắm nè. Tôi không biết là mua con robot xong chúng ta sẽ được cái gì ta. Trời ơi. Ok, mua thử nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mua robot. Bỏ ra 39.999 đô 99 đồng để tiền mua. Ông kìa. Ok, chuẩn bị nha. 3 2 1 mua. Trời ơi. Order robot. Robot đâu? Yeah. Wow. Người phục vụ robot. Wow, giờ là chúng ta qua một cái đẳng cấp khác, là chúng ta có cả robot luôn nha các bạn nha. Không phải là chỉ là người không đâu nha. Đây. Rồi, bây giờ chị không làm gì? Bây giờ làm sao để cho nó di chuyển ta? Giờ làm gì? Bây giờ mình phải lên mình coi thử cách sử dụng nè. Trời ơi, đây xem thử nha. Tôi dùng Google dịch cho nó dễ. Hướng dẫn sử dụng. Nhấn phím R để robot đến chỗ bạn. Bạn nhận bất kỳ món hàng nào chỉ cần đưa cho robot hả? Ok rồi. R để di chuyển hả? Bấm chữ R để cho robot đến chỗ bạn đúng không? Bấm chữ R nè. Wow! Nó lại gần mình hả bạn? Wow rồi. Rồi đồ đi. Đây, hàng này. Không, hàng này to quá. Để anh xíu nha robot. Cái này không phải là hàng hiểu không? Cái này là đồ ăn. Cái này là cái tủ nha. Ôi, giờ đi theo mình luôn như cuốn vậy hả? Đây, giờ mình sẽ lấy cái này nha. Lấy cái này đưa cho robot hả? Wow! Lấy này xong đưa robot đúng không? Ồ, là nó sẽ cầm được hết luôn hả? Wow. Cái này cái tủ đem vô trong, cái tủ đem vô trong. Trời nè. Con robot này nó cứ đi theo mình luôn á ha. Mình đi đâu nó cũng sẽ đi theo mình luôn á. Đây đưa nó nè, trời. Ê nó mạnh nha, nó một lần nó cầm đây nó cầm nhiều quá trời. Nó cầm hết rồi, nó cầm hết rồi. Rồi bây giờ là làm sao nữa? Ủa khoan, vậy là sau khi robot nó cầm hàng xong thì mình sẽ đi vào đây là con robot nó sẽ để hàng ở đây cho mình đúng không? Đây vô thử coi. À rồi mấy bạn ơi, tôi hiểu rồi. Con robot này á, nó chỉ đơn giản là nó cầm hàng theo nó đưa cho mình vậy thôi nè. Xong mình sẽ phải xếp lên. Trời ơi, tôi tưởng là nó xếp được cho mình. Tôi bỏ ra quá trời tiền tôi mua robot. Ủa, xong cuối cùng. Ủa nó cầm vậy thôi hả? Đúng rồi, con robot nó chỉ cầm vậy xong đi theo mình nè. Nó đi theo mình xong mình lấy hàng mình đưa cho nó rồi nó cầm thôi. Vậy thôi à. Ê, tính ra là mình lỗ không Sam? Tôi thấy mình lỗ không? Mình hơi khờ đúng không? Tôi thấy hình như là mình bị lừa. Làm gì pha chế vậy đúng không? Không được. Biết nữa nhưng mà thôi cứ từ từ đi. Bây giờ tạm thời cho nó khinh mấy cái hàng này đem lại cho mình trước đi. Là bây giờ mới dạy nó từ từ không hiểu không? Đúng rồi, phải dạy từ từ. Nó khinh được tổng cộng là 10 món hàng luôn hả? Ê, ok. Cũng nhiều quá, cũng nhiều, đỡ. Cũng nhiều. Rồi 10 món. Thôi tính ra giờ thay vì mình đi khinh từng món thì đó, có con này nó khinh một lần 10 món đồ cho mình luôn nữa bạn. Đúng đó, rồi. Ok. Vậy cũng được thôi, nói chung vậy cũng được. Vậy đó. Đi. Rồi vô đây. Rồi. Trời ơi, giờ lấy từng hộp rồi là xếp lên vậy nữa nè. Trời ơi, tôi tưởng nó vô nó sắp giùm mình, nó bán giùm mình được không? Thôi kệ đi, nói chung là có nó cũng đỡ mệt các bạn ơi. Đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ xếp hết đống hàng này xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha mini. A few moments later. Rồi, chuyến hàng cuối cùng nè, để vô đây. Rồi đưa hàng đây. Trời ơi. Nói chung là thôi giờ cũng tạm được để bạn dùng tạm thôi. Nói chung là thay vì giờ xách từng món thì bây giờ có con này nó xách giúp mình thì cũng đỡ mệt. Đó, vậy đi.
Rồi cảm ơn robot nhiều. Ok, bây giờ là mình sẽ để con robot lại vị trí cũ nè, hay là mình để trong tiệm đi cho nó đẹp sao? Tiệm đi cho nó ngầu vậy. Để robot trong tiệm cho nó ngầu nè. Rồi robot đứng ở đây canh tiệm nha, đứng đây nè, quay qua đây, quay qua đây. Rồi, quay qua đây. Rồi. Rồi đứng ở đây nha, đứng im đây nha. Ok. Cũng được, cũng được. Rồi, trời ơi, ông nào vô phá PC của tôi nữa nè. Thôi để thùng PC đằng sau luôn cho nhanh. Rồi bây giờ là mình sẽ tới lượt xếp mấy cái tủ này nha các bạn nha. Đầu tiên là mấy cái tủ đông nè đó. Bình thường khách vô đây chơi net là cũng sẽ khát nước, hiểu không? Cho nên là cần tủ đông để mình để nước cho khách đó. Ok, xếp vô hai cái tủ lạnh nè. Đây tủ này nữa. Rồi tới lượt tủ này. Rồi ok, sau đó là đến hai cái tủ này. Wow, tủ để nhiều đồ nha. Tủ này coi bộ để được nhiều đồ đó mấy ní. Rồi bây giờ mình sẽ xếp đồ ăn lên nha Sam. Đây đầu tiên là mình sẽ bấm vô đây, bấm chữ F nè. Rồi xếp nó ngọt vô. Cái này thì mình sẽ có thể để được những cái rau củ đồ kiểu lên nè. Đó mình sẽ để vô. Để vô. Để vô. Nó để đồ lạnh đó mấy bạn. Đúng rồi, để đồ lạnh nha. Này là đồ đông lạnh nha các bạn. Rồi đó, ok. Wow. Nhìn cũng ngon quá nha bạn nhỉ. Nhìn cũng ngon, nhìn cũng ngon. Rồi ok, tới lượt bên này. Bên này thì mình sẽ có thể để nước lên. Ok. Rồi, ok. Wow. Rồi tủ bên này. Rồi tới lượt tủ bên này. Tủ bên này để được nhiều đồ hơn nha. Quá trời luôn. Rồi đó, nói chung là mình vẫn còn mua ít bánh quá cho nên là vẫn chưa xếp được hết các bạn à. Vẫn có thể chỉ xếp được như đây thôi. Ok. Đó, khách vô mua nè, để lại tính tiền cho khách nè. Ê, bây giờ mình phải thuê thêm một người nữa, sao biết lại không? Ai? Đó chính là nhân viên thu ngân nè, đó đứng đây tính tiền nè, hiểu không? Đúng rồi. Bây giờ mình phải làm hoạt động hóa, tự động hóa mấy bạn. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ để thuê được nhân viên á thì mình phải đạt được level 8 của cái supermarket lận, mà bây giờ mình mới level 5 mà, cho nên mình phải tự tính tiền thời gian, hiểu không? Khó quá vậy. Đúng rồi. Rồi khi nào lên cấp 8 rồi mình mới có thể gọi là thuê nhân viên được. Ủa, bạn. Robot này nó cứ bưng vậy thôi chứ không có bán gì mình hết trơn vậy. Thôi bây giờ mình cho robot đi theo mình giống kiểu thú cưng đi các bạn. Trời đó. Ơi. Mình đi đến đâu thì robot đi theo, đó kiểu vậy đi cho nó nhanh. Rồi ok, nói chung là trong tập ngày hôm nay thì mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã mở lại được cái siêu thị của bọn mình. Lần trước là mình đóng siêu thị đi, mình mở tiệm net các bạn. Nhưng mà lần này mình đã mở được siêu thị nè. Mình sẽ cố gắng trong tập sau mình sẽ thuê một bạn nhân viên đứng ở đây để tính tiền, chứ bây giờ mình vẫn phải tự tính thì nó vẫn đúng hơi rồi, lâu. Ừ. Hơi lâu nè, thấy không? Đó. Hơi lâu, giờ tính từng người vậy hơi lâu nè. Phải chờ ngày mai tập sau đi. Chắc tập sau mới thuê được. Tập này chưa thuê được các bạn. Ok rồi, vẫn chưa VIP bro hẳn. Vẫn chưa VIP bro hẳn. Ăn trộm kìa. Ăn trộm nè. Này thì ăn trộm hả. Làm nghề gì không làm, thích đi làm ăn trộm nữa. Ok. Rồi ok nha bạn. Vậy là coi như trong tập này chúng ta đã trở thành đại gia sau khi chuột được tiệm net và mở rộng tiệm net hơn. Bây giờ tôi chính thức trở thành đại gia nha mấy ní. Ok. Ông là ông chủ, tôi là bà chủ đó. Đúng rồi, đúng rồi. À quên, từ từ Sam. Hồi nãy cái tên kia không phải là mình sai đâu, mà là như thế này nè, cái tên mình đặt nó dài quá, hiểu không? Mình phải đổi lại. Mình đổi là gia đình Phong Sam thôi là được rồi. Phong Sam bro được không? Gia đình Phong Sam không chỉ được nhiêu đây thôi à. Tiếc quá vậy. Để màu hồng đi ha, để màu hồng của Sam nha. Rồi đổi tên nè. Rồi. Ôi xịn quá, xịn quá. Ok. Đó, gia đình Phong Sam quá ngầu luôn. Ok, được rồi nha bạn. Vậy coi như trong ngày hôm nay mình với Sammy đã có thể lấy lại được tiệm net và mở được siêu thị lại và kiếm được rất nhiều tiền. Hy vọng trong tập sau chúng ta sẽ dùng hết tất cả những cái gì full hết luôn, mở rộng full ra nè. Rồi thuê được nhiều máy tính hơn, nói chung làm được nhiều thứ hơn nha các bạn nha. Ok, trở thành một đại gia thật sự nha. Bây giờ chỉ mới là thiếu gia thôi. Bây giờ mới là thiếu gia thôi, chưa được làm đại gia đó bạn. Ok, vẫn còn thiếu nhiều lắm cho nên là gọi là thiếu gia. Ok, coi giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye.